Trong khuôn khổ chương trình Tết Sum Vầy Xuân Bình An nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, sáng nay, ngày 16 tháng 1, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình Tết Không Xa Nhà. Đến tham dự chương trình có Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lưu Nguyễn Minh Triết, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến. Chương trình là cầu nối tình cảm giữa người lao động với người thân ở quê nhà. Để người lao động dù không thể về quê đón Tết nhưng vẫn cảm nhận được sự gần gũi ấm áp của người thân, cảm nhận được sự động viên, chia sẻ của công đoàn thành phố trong thời điểm ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền. Suốt gần 2 năm qua, COVID-19 đã tác động nặng nề đến đời sống việc làm của người lao động, nhất là lao động ngoại tỉnh. Theo đó, rất nhiều hoạt động chương trình được các cấp công đoàn thành phố nỗ lực triển khai. Tổng kinh phí hỗ trợ công tác phòng chống dịch và hỗ trợ công nhân viên chức lao động bị ảnh hưởng của COVID-19 là hơn 41 tỷ đồng. Chương trình Tết Không Xa Nhà được tổ chức với hình thức giao lưu trò chuyện giữa người lao động với lãnh đạo thành phố, lãnh đạo công đoàn thành phố, lãnh đạo ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp. Thông qua chương trình, lãnh đạo các cấp chia sẻ với những tâm tư tình cảm và ghi nhận những đóng góp của lực lượng lao động ngoại tỉnh đối với sự phát triển kinh tế xã hội, sự vững mạnh của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Tôi là dân ngoại tỉnh về Đà Nẵng để mưu sinh. Thì khi được chính quyền địa phương và các ban biết được tới hoàn cảnh là gia đình tôi rất khó khăn, vì vậy họ từ Liên đoàn Lao động thành phố đã kịp thời hỗ trợ và giúp đỡ gia đình tôi trong lúc khó khăn nhất. Chính nhờ sự giúp đỡ nhanh và kịp thời đó mà gia đình tôi bớt một phần khó khăn. Dịp này, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã quyết định tặng 5.000 suất quà cho đoàn viên người lao động trị giá 2,5 tỷ đồng. Liên đoàn Lao động thành phố hỗ trợ 14.800 suất quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá từ 500.000 đến 1 triệu đồng. Theo đó, các suất quà trên được trao tượng trưng đến người lao động.